Vâng, không phải ngẫu nhiên mà bệnh dịch tả lợn châu Phi được xếp vào một trong những căn bệnh nguy hiểm nhất trong lịch sử ngành chăn nuôi thế giới. Khi xảy ra dịch bệnh, virus có thể tồn tại dai dẳng trong môi trường chăn nuôi nhiều năm liền. Vì thế, nếu như muốn tái đàn, thì công tác vệ sinh chuồng nuôi sau dịch bệnh vô cùng quan trọng. Và trong phần tiếp theo của chương trình thì Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Ngọc Thạch, một trong những chuyên gia uy tín nhất trong ngành chăn nuôi thú y, sẽ hướng dẫn bà con biện pháp vệ sinh chuồng nuôi sau dịch tả lợn châu Phi. Mời bà con chú ý theo dõi. Khu chuồng nuôi lợn thương phẩm của gia đình anh Đinh Quang Đạt. Và đây là những gì còn lại sau đợt dịch tả lợn châu Phi. Một tháng trước, toàn bộ đàn lợn nhà anh đã buộc phải tiêu hủy do mắc dịch. Thì lúc bắt đầu phát hiện ra con lợn thấy nó bỏ ăn và sốt cao, là gia đình cũng đã nghi ngay đến là dịch tả châu Phi rồi. Ra đến chuồng lợn thì quay ra nó sốt cao quá, là quay lại là nó đã chết hết rồi. Với số lợn đã tiêu hủy, ước tính gia đình anh Đạt bị thiệt hại lên tới 400 triệu đồng. Theo chuyên gia Phạm Ngọc Thạch, dịch bệnh xảy ra là điều không ai mong muốn. Tuy nhiên, việc cần thiết lúc này là gia đình anh Đạt cần tuyệt đối bình tĩnh, nhanh chóng áp dụng các biện pháp vệ sinh, sát trùng khu chuồng để nhanh chóng tái đàn. Virus gây dịch tả lợn châu Phi tuy cực kỳ nguy hiểm, nhưng chúng lại dễ dàng bị tiêu diệt bằng các biện pháp vệ sinh, sát trùng đúng quy cách. Nhưng nguyên tắc chung ở đây là gì? Anh phải gì? Sử dụng cái thuốc sát trùng hay là xử lý môi trường chăn nuôi. Và khi mà xử lý môi trường chăn nuôi cả trong chuồng nuôi cả và ngoài môi trường, và nguyên tắc phải để chống chuồng. Sau khi đã xử lý tốt bằng các cái thuốc sát trùng phải ít nhất là một tháng. Ngày hôm nay, chuyên gia Phạm Ngọc Thạch sẽ trực tiếp chỉ đạo anh Đạt thực hiện công tác vệ sinh sát trùng khu chuồng này. Đầu tiên, anh Đạt cần làm là dọn dẹp, đưa toàn bộ dụng cụ chăn nuôi ra khỏi khu chuồng. Không, cái này thực ra là không chủ quan được đâu, là sau này phải xử lý rất nghiêm thì mình tái đàn được, chứ không có là mệt. Được chưa? Hết rồi, đấy cái chổi này vứt đi. Sau khi dọn hết các dụng cụ chăn nuôi trong khu chuồng, anh Đạt cần sử dụng dung dịch phóc môn, một loại thuốc sát trùng truyền thống để ngâm toàn bộ dụng cụ chăn nuôi. Đối với các dụng cụ bằng kim loại, anh sẽ sử dụng các loại sát trùng khác. Chín lít nước này thì có một lít nước kia đó, 10%. Cái nồng độ là người ta tính là đã, các nhà nghiên cứu người ta nghiên cứu rồi. Với cái nồng độ như vậy là đủ là để mà tác động đối với bệnh rồi. Hay thì gọi là cái thuốc sát trùng như vậy, là mỗi một loại thuốc sát trùng khác nhau thì phun ở cái pha nồng độ khác nhau. Là người ta đã nghiên cứu rồi, chứ không phải là cứ càng đặc càng tốt, không phải. Đó. Đặc nhiều khi lại là ảnh hưởng rất lớn mà nó sẽ hại. Thí dụ như là phốc môn mà nguyên chuẩn 37% vào thì hỏng hết tất cả các dụng cụ. Trong điều kiện môi trường kiềm của dung dịch phóc môn, các loại vi khuẩn cũng như virus gây dịch tả lợn châu Phi đều bị tiêu diệt. Các dụng cụ chăn nuôi sẽ được ngâm trong dung dịch phóc môn 10% trong vòng từ 2 đến 3 ngày. Anh Đạt có thể lấy ra phơi khô và sử dụng cho lứa nuôi tiếp theo. Muốn là khống chế và xử lý được triệt để thì phải dùng vôi củ tải đều lên trên cái nền chuồng, và sau đó chúng ta bơm nước vào như là vừa tôi để xây nhà. Theo chuyên gia Phạm Ngọc Thạch, vôi cục có tính kiềm hay còn gọi là sút nên phản ứng hóa học rất mạnh. Khi giải vôi cục lên nền chuồng, tưới nước lên sẽ xảy ra phản ứng hóa học, tỏa ra nhiệt lượng lớn lên tới 1.000 độ C. Nhờ đó virus gây dịch tả lợn châu Phi sẽ bị tiêu diệt. Thứ nhất là khi mà vôi củ tiếp xúc với nước sẽ có phản ứng hóa học và nó tạo ra cái nhiệt độ rất cao, tức là 1.000 độ C. Thế vậy với nhiệt độ đấy thì không có mầm bệnh nào để mà sống sót được. Thì đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai, nó thành một cái dung dịch, thành một huyễn dịch. Thì cái huyễn dịch đấy thì chúng ta thấy là nó trải đều lên trên bề mặt cái nền chuồng. Đó.
không có cái chỗ nào hở nữa. Chứ còn nếu chúng ta rắc vôi bột mặc dù mình kín như thế nào chẳng nữa nhưng vẫn có cái hở. Nhưng cái hở đấy cũng là một trong cái để mà vẫn còn thiếu sót và vẫn còn cái tồn tại cái mầm bệnh ở đấy. Bên cạnh việc rắc vôi củ bổ sung lên nền chuồng nuôi, anh Đạt cần định kỳ phun thuốc sát trùng cho toàn bộ khu chuồng. Thuốc sát trùng được khuyến cáo áp dụng chủ yếu vẫn là phormon được pha với nồng độ 1,5% đến 2%. Cái pha mà phun chuồng trại đấy là người ta pha với nồng độ là 1,5 đến 2%, nhưng trong trường hợp này là 1,5% thôi nhá. Thế vậy thì em tính là cái thùng này nó bao nhiêu lít? Đó. Được 50 lít. Đấy. 50 lít thế về 1,5%. Thì em nhân lên thì cái ca này là bao nhiêu? Đây nó có nấc đây rồi. Rồi ok. Rồi, cho vào. Cho thầy này. Lưu ý là khi mà mình phun cái phốc môn ấy thì là nó không như là các cái dung dịch thuốc sát trùng khác đâu. À, cái này là nó gây nguy hiểm cả cho người và cả gia súc, cho nên là phải có gì găng tay nhá, phải có cái khẩu trang. Với nồng độ như vậy thì anh cứ phun như thế nào đấy, là người ta thường vẫn là tính bao nhiêu là cho một cái mét vuông chuồng trại. Thế vậy thì cái tính như vậy thì là khó tính được, đúng không? Thì vậy em cứ bơm với áp lực thật lớn, sau đó em phun và sau khoảng một phút, tức là em xem là cái dụng cụ chăn nuôi hoặc nền chuồng nuôi, sàn chuồng nuôi có cái độ ẩm nhất định. Đó, thế để biết được cái độ ẩm nhất định thì có thể là em dùng cái tay em miết vào cái dụng cụ đó hoặc là cái chuồng nuôi đó nó vẫn ướt cái tay này được. Công việc phun thuốc sát trùng cần được thực hiện định kỳ 3 ngày một lần trong suốt thời gian xảy ra dịch bệnh. Để đảm bảo an toàn dịch bệnh, anh Đạt cần thực hiện vệ sinh sát trùng và để chống chuồng ít nhất từ 1 đến 1 tháng rưỡi, kể từ thời điểm khu vực chăn nuôi được công bố hết dịch.